Trong mỗi con người chúng ta luôn thường trực những nỗi lo lắng và sự sợ hãi riêng. Trong cuộc sống nói chung hay trong chuyện ấy cũng vậy, cả phái nữ và phái nam đều có những suy tư, những lo lắng, những băn khoăn riêng của mình. Ví dụ như chị em phụ nữ chúng tôi rất sợ đối tác là chê mình già, mình xấu, dạo này sao em thừa cân hay là chỗ nại bụng của em mập lên thì phải. Thì các anh nam giới tuy là bản lĩnh phái mạnh đấy nhưng cũng có những cái nỗi sợ nhất định. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi khám phá 6 nỗi sợ của đàn ông khi làm chuyện đấy. Khi mà khám phá ra những cái điều này thì không phải là để chị em phụ nữ chúng tôi bắt thóp được các anh đâu, mà để chị em phụ nữ chúng tôi có những cái sự đồng cảm, thấu hiểu và những cái sự chia sẻ để giúp các anh có thể vượt qua cái nỗi sợ hãi đó và giúp cho cả hai có một cuộc yêu viên mãn tuyệt vời. Nỗi sợ đầu tiên đó là sợ kích cỡ cậu nhỏ của mình khiêm tốn. Các anh lúc nào cũng nghĩ rằng chị em phụ nữ chúng tôi phải thích cậu nhỏ càng to, càng dài thì càng tốt. Và hầu hết tất cả nam giới thì luôn có một cảm giác hình như cậu nhỏ của mình chưa đạt yêu cầu đối với bạn tình thì phải. Và chính cái sự lo lắng này thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc yêu. Đặc biệt là những anh nam giới nào mà hay so sánh kỹ năng, kỹ thuật rồi so sánh kích thước cậu nhỏ của mình với diễn viên trong phim nóng thì lúc nào cũng sợ là mình không đủ khả năng đưa đối tác lên đỉnh. Nhưng các anh hãy nhớ rằng kích thước cậu nhỏ không phải là tất cả. Nếu như chúng ta có kích thước hơi khiêm tốn thì chúng ta có thể sử dụng kỹ năng, kỹ thuật. Và ngay trong video 5 đặc điểm dương vật mà phụ nữ thích thì tôi đã chia sẻ rồi, không phải là quá to, quá dài mà chị em phụ nữ thích đâu. Nó cần những cái đặc điểm khác nữa. Và đôi khi nếu như mà kích thước dương vật quá to, nó không những là không đem lại cho phụ nữ cực khoái mà nó còn khiến cho phụ nữ cảm thấy đau rát và rất là khó chịu khi quan hệ. Đối với nhiều chị em thì nếu như mà chồng có kích thước dương vật quá to, quá cỡ thì đây còn là một cái sự ám ảnh và các chị em rất là sợ mỗi lần ân ái. Cho nên khi quan hệ, cậu nhỏ chỉ cần cương cứng đạt mức trung bình khoảng 12,7-13cm là đã đủ làm hài lòng hầu hết tất cả các chị em phụ nữ chúng tôi rồi. Và giải pháp khắc phục cho các anh đó là hãy tập trung vào màn dạo đầu, tập trung vào tâm lý và cảm xúc của người phụ nữ. Bởi tâm lý và cảm xúc là yếu tố vô cùng quan trọng, quyết định người phụ nữ có dễ dàng đạt được cực khoái và lên đỉnh hay không. Vì vậy hãy tìm hiểu thật là kỹ cơ thể của người bạn tình, sau đó có những cái sự kích thích từ nhẹ nhàng, chậm rãi, liên tục cho đến mạnh bạo để làm sao mà đánh thức tất cả những cái điểm nhạy cảm trên cơ thể của đối phương thay vì cứ tập trung vào kích thước cậu nhỏ của mình. Nỗi sợ thứ hai đó là sợ bị xuất tinh sớm. Một cuộc yêu hoàn hảo là một cuộc yêu cả hai cùng đạt được cực khoái và lên đỉnh một lúc. Cho nên nam giới rất sợ cảnh chưa đi đến chợ đã hết tiền. Bởi khi bị xuất tinh sớm thì cuộc yêu chưa kịp vào hồi sung mãn đã phải kết thúc một cách chóng vánh rồi. Rất nhiều nam giới thậm chí là gì? Chưa kịp xâm nhập vào bên trong cô bé, mới chỉ gọi là cọ sát ở bên ngoài thôi đã xuất tinh rồi. Và có rất nhiều chị em đã chủ động nhắn tin nhờ Thanh Hương tư vấn có cách nào để giúp chồng tôi giải quyết được tình trạng xuất tinh sớm hay không. Bởi anh ấy quan hệ chỉ được 1-2 phút đã xuất tinh rồi, chưa kịp cảm nhận bất cứ sự kích thích nào. Thậm chí là chị em phụ nữ chưa kịp chuyển sang giai đoạn gọi là giai đoạn hưng phấn mà chồng đã xuất tinh rồi. Thì cái tình trạng này nó tạo ra một cái cảm giác hụt hẫng cho cả hai rất là nhiều. Và nam giới thì có quan niệm là gì? Khi mà mình không đáp ứng đủ nhu cầu của đối phương thì mình rất là kém cỏi và mất bản lĩnh. Cho nên là anh nào cũng muốn là mình kiểm soát cuộc yêu tốt hơn một chút và có thể kéo dài cuộc yêu theo như mong muốn của mình. Để điều trị dứt điểm tình trạng này thì các bạn có thể xem lại những video chia sẻ về bí quyết, bài tập hay những phương pháp giúp cải thiện tình trạng xuất tinh sớm mà Thanh Hương đã làm video ở trên kênh. Nếu như các bạn muốn tư vấn kỹ hơn thì có thể nhắn tin qua số Zalo cho Thanh Hương 0357910000 để được tư vấn kỹ hơn nhé. Nỗi sợ thứ ba đó là sợ bất lực. Bất lực là cách gọi khác của tình trạng yếu sinh lý. Khi bị yếu sinh lý thì nam giới sẽ gặp phải một số biểu hiện như sau trong quá trình quan hệ. Có thể là dương vật khó cương cứng không tối đa, hoặc là trong quá trình quan hệ thì dương vật lại bị xìu bất thường. Cái cảm giác mà khi đang quan hệ, các bạn đang nhập cuộc mà dương vật bị xìu bất thường như vậy, thứ nhất là cuộc yêu sẽ bị gián đoạn và các bạn sẽ phải dành thời gian để kích thích cậu nhỏ cương trở lại. Và cái lúc đó thì chắc chắn là bạn tình của chúng ta sẽ phải chờ đợi chúng ta, đúng không ạ? Và cái cảm giác lúc đó thì không thoải mái một chút nào. Có rất nhiều nam giới là tìm đủ mọi cách có thể kích thích cậu nhỏ cương trở lại rồi, nhưng cũng không tránh khỏi sự lo lắng đó là liệu mình tiếp tục quan hệ cậu nhỏ có tiếp tục xìu hay không. Và có những cái trường hợp bị yếu sinh lý nặng hơn, tức là gọi là liệt dương, tức là cậu nhỏ dù kích thích đến mức nào cũng không thể cương trở lại, thì cái tình trạng này nó cũng ảnh hưởng tâm lý cả hai rất là nặng nề và các bạn chắc chắn là sẽ phải cải thiện.
Nỗi sợ thứ tư đó là sợ bị so sánh với người tình cũ. Ai cũng biết đàn ông thì lòng tự trọng của họ rất là cao và họ không muốn mình bị so sánh với bất cứ người đàn ông nào ở ngoài kia, nhất là chuyện ân ái. Và khi biết người yêu hay người bạn đời của mình đã từng có người cũ và đặc biệt là đã vượt quá giới hạn thì họ rất là sợ sự so sánh và họ lo ngại không biết là mình có đáp ứng đủ yêu cầu, đủ nhu cầu và có làm hài lòng người bạn đời của mình so với người cũ hay không. Cho nên các chị em cũng phải lúc nào cũng phải đặc biệt là cấm kỵ, thứ nhất là không được nhắc tên và không bao giờ có chuyện so sánh người hiện tại với người cũ để tránh làm tổn thương cũng như làm rạn nứt mối quan hệ của cả hai bạn nhé. Nỗi sợ thứ năm đó là sợ đối tác của mình mang thai ngoài ý muốn. Không phải chỉ có những chàng trai chưa kết hôn mới sợ vấn đề này đâu, mà rất nhiều nam giới mặc dù đã kết hôn nhưng vẫn sợ vợ của mình bị mang thai ngoài ý muốn khi cả hai chưa thật sự sẵn sàng. Bởi các bạn cũng biết rất nhiều gia đình dù đã có hai con đủ nếp đủ tẻ rồi nhưng trong một lần quan hệ chẳng may mình chủ quan mà khiến vợ của mình bị mang thai ngoài ý muốn thì các bạn cũng biết là cuộc sống sẽ bị xáo trộn rất là nhiều, bởi để mà chăm sóc một đứa trẻ thì mất rất là nhiều công sức, thời gian và vấn đề kinh tế thì nó không phải là chuyện nhỏ. Cho nên là rất nhiều nam giới và rất nhiều cặp vợ chồng là chỉ sợ mình là bị vỡ kế hoạch thôi. Và cho nên là nhiều khi là trong cuộc yêu ấy, cả hai rất là hết mình và rất là thăng hoa cùng nhau và đã có một cái kế hoạch trước, đó là ví dụ ngày hôm nay có thể là quan hệ không dùng bao cao su hay quên uống thuốc nhưng mà mình sẽ sử dụng cái phương pháp là xuất tinh ngoài, nhưng trong cuộc yêu đang cái cảm xúc cao trào và thăng hoa như vậy nên là mình quyết định là gì ạ? Thôi thì hôm nay xuất tinh trong một hôm, sau đó thì uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Nhưng đôi khi trong một vài trường hợp đặc biệt, dù uống thuốc tránh thai khẩn cấp nhưng vẫn có thể khiến cho người phụ nữ mang thai. Chính vì vậy các cặp đôi luôn phải trang bị kiến thức phòng tránh thai thật là tốt. Nỗi sợ thứ 6 đó là sợ đối phương chưa thực sự thỏa mãn. Khi ân ái thì các anh nam giới luôn nhiệt tình và cố gắng hết sức với mong muốn làm sao mà thỏa mãn nhu cầu cho cả hai. Nhưng thực sự trong thâm tâm lúc nào cũng lo lắng là chỉ sợ là đối tác chưa thực sự thỏa mãn. Không biết là những cái thao tác, những kỹ năng, kỹ thuật mà mình áp dụng ngày hôm nay có thực sự khiến cho đối phương hài lòng hay không, có mạnh bạo hay không, hay có quá hời hợt hay không. Lý do mà các anh luôn lo lắng và lo sợ điều này đó là bởi nếu như chẳng may mà mình không làm cho đối phương thỏa mãn thì rất là sợ họ sẽ bị mất hứng và họ không còn hứng thú cho những cuộc yêu tiếp theo nữa. Giải tỏa nỗi sợ của đàn ông khi làm chuyện ấy cũng là một phần trách nhiệm và việc nên làm của phái nữ. Các chị em hãy chia sẻ thẳng thắn những điều mình thích hay không thích cũng như là chủ động hơn trong cuộc ân ái. Ngoài ra thì hãy trang bị đầy đủ kỹ năng kiến thức về phòng tránh thai, kỹ năng phòng the để giúp cả hai có thể là ăn ý và hòa hợp hơn trong mỗi cuộc yêu. Đặc biệt là hãy thấu hiểu và cảm thông khi các anh gặp phải vấn đề về sinh lý. Các cặp đôi hãy nhớ rằng tất cả những vấn đề về sinh lý như xuất tinh sớm hay yếu sinh lý đều có thể giải quyết được, chỉ là các bạn đã lựa chọn đúng phương pháp, đủ kiên nhẫn, đủ kiên trì hay chưa mà thôi. Tránh tình trạng rất nhiều cặp đôi là gì, khi chồng hay người yêu bị xuất tinh sớm yếu sinh lý là ngay lập tức khi kết thúc cuộc yêu chóng vánh như vậy, các chị em quay ra trách móc rồi là than vãn tại sao ngày hôm nay anh lại ra sớm thế. Thì chính cái điều này khiến cho tâm lý của các anh bị ảnh hưởng nặng nề thêm này, rồi là khiến cho anh bị tự ti và những cuộc yêu tiếp theo sẽ càng khó kiểm soát hơn. Và các chị em hãy nhớ rằng khi bản thân mình giúp các anh giải tỏa được những nỗi sợ khi làm chuyện ấy thì cả hai thứ nhất là sẽ hiểu nhau hơn này, giúp nhau thăng hoa và có được một cuộc ân ái hoàn hảo nhất. Và các anh cũng đừng tự ám thị bản thân mình quá, đừng so sánh bản thân mình với phim ảnh hay với bạn bè. Quan trọng là sự phù hợp với người phụ nữ của mình, làm sao mà đem lại cho cả hai sự thoải mái nhất. Nếu như các bạn thấy video ngày hôm nay hữu ích thì đừng quên dành tặng cho Thanh Hương một nút đăng ký cũng như nhấn vào biểu tượng quả chuông để ủng hộ Thanh Hương ra nhiều video hơn nữa và được trở thành người xem sớm nhất mỗi khi mà Thanh Hương ra video. Nếu như các bạn muốn Thanh Hương làm video về chủ đề nào thì có thể comment dưới video này, Thanh Hương sẽ tiếp thu và làm video trả lời thắc mắc cho các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.